Quyền Linh xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được phát sóng trên truyền hình Vĩnh Long 1 với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn đến chủ đề làm gì để tránh xa nỗi ám ảnh bệnh trĩ ngày Tết. Ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi điện thoại ngay với chúng tôi, số điện thoại là 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn quý vị nha. Có thể nói không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi. Chúng ta đang chuẩn bị trao nhau những lời chúc tốt đẹp, trao nhau những bao lì xì bên cạnh người thân chúng ta để nói gì một năm vừa qua, những cái gì đã làm được và chưa làm được. Chúng ta chuẩn bị đón Tết quý vị ha. Ngày hôm nay thì đầu tiên thì quý vị cũng xin chúc mừng năm mới quý vị nha. Nhưng mà trong năm mới thì quý vị biết rồi, chúng ta ăn uống nhiều quá, thậm chí uống bia rượu cũng nhiều, thậm chí là thức khuya dậy sớm cũng nhiều, ăn uống lộn xộn hết trơn á, coi chừng bị bệnh nha quý vị. Mà cái bệnh mà quan trọng nhất mà ít có người dám nói là bệnh gì quý vị phải không? Bệnh trĩ. Thật, bệnh nó khó chịu lắm quý vị. Khó chịu mà không dám nói nó còn nặng hơn nữa. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng quý vị trao đổi thêm những cái phương pháp cũng như những cái khái niệm bệnh trĩ thế nào để chúng ta nắm rõ hơn. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện Quân y 108. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Quyền Linh. Dạ. Trước khi chúng ta cùng giao lưu với thạc sĩ bác sĩ Khánh Toàn thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phóng sự sau đây. Trong những ngày Tết, chế độ ăn uống sinh hoạt của chúng ta thường thiếu khoa học hơn so với những ngày thường. Cùng với đó, việc uống rượu bia trở nên thường xuyên hơn sẽ gia tăng nguy cơ mắc và tái bệnh trĩ. Rất nhiều người vì cuộc vui trong ngày lễ mà quên đi việc phòng tránh và chữa trị căn bệnh tế nhị này, khiến bệnh càng trở nên trầm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống sau này. Tôi mới phát hiện ra bệnh trĩ của tôi mấy tháng nay. Cảm giác đau rát, khó chịu khi đi ngoài đã hành hạ tôi rất nhiều. Thời gian sắp tới là dịp lễ Tết, càng khiến tôi lo lắng hơn vì trong dịp này chén chú chén anh, ăn uống thất thường, bệnh trĩ của tôi lại càng tồi tệ thêm. Tôi rất hoang mang, không biết làm thế nào với căn bệnh oái oăm này. Bệnh trĩ hiện nay được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, với những trường hợp nhẹ, mới tiến triển thì nên điều trị ngay để tránh trường hợp bệnh nặng hơn và tái phát lại nhiều lần. Thưa quý vị, để hỏi 10 người biết bệnh trĩ hay không thì hình như ai cũng biết cái gật đầu hết. 10 người, 11 người cũng biết, thậm chí nít cũng biết nữa. Nhưng mà hỏi bệnh trĩ biểu hiện thế nào và nó những cái tình trạng ra sao hay làm thế nào điều trị thì hình như là ít ai biết quý vị. Nó mông lung lắm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề đó để xem bệnh trĩ như thế nào. Một vài khái niệm nha. Xin chào bác sĩ, thạc sĩ Khánh Toàn ạ. Bác có thể cho chúng tôi biết được cái khái niệm của bệnh trĩ. Dạ. Và bệnh trĩ nó biểu hiện như thế nào? Có thể nói là đúng như Quỳnh Linh nói đấy, thì bệnh trĩ là bệnh rất là phổ biến, bệnh hậu môn trực tràng phổ biến ở nước chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta vào ngày Tết ấy, đúng như Quỳnh Linh nói đấy, là chúng ta hay uống nhiều bia rượu, ăn nhiều đồ béo bổ, thì có thể nói rằng là cái bệnh trĩ, cái tỷ lệ nó rất là cao. Thế thì bệnh trĩ đó là cái gì? Thực chất nó là cái tình trạng coi như là các cái tĩnh mạch ở hậu môn chúng ta nó bị giãn ra, áp lực nó tăng lên và có lúc mà nó sẽ vỡ ra và nó gây ra chúng ta có những cái triệu chứng, ví dụ như là biểu hiện của nó, ví dụ như là đi ngoài ra máu này. Thì có thể nói là có nhiều người sợ lắm, vì có những người ví dụ như là người ta chỉ thấm gọi là giấy chùi thôi, nhưng mà có những người thì như gắt tất cả, tức là khi mà đi cầu xong ấy mình nhìn xuống mình thấy sợ luôn. Thì đấy là cái biểu hiện mà làm cho bệnh nhân rất là sợ. Cái thứ hai nữa là có thể có những triệu chứng ví dụ như là đi ngoài thì nó đau rát rồi hậu môn vân vân. Và đến mức độ nào đó thì khi đi thì chúng ta các mũi trĩ đó nó xa ra bên ngoài. Tùy theo mức độ, ví dụ độ 1 thì nó không xa, nhưng độ 2, độ 3 là mũi trĩ nó xa ra bên ngoài. Và sau đó rồi chúng ta phải dùng tay, chúng ta phải vệ sinh, chúng ta phải đưa lên. Đấy là triệu chứng rất là thông thường. Có thể nói bệnh trĩ là không chừa một ai hết. Từ trẻ em, người lớn, lớn tuổi, trung niên, khỏe mạnh gì, đôi khi cũng bệnh trĩ cả. Có lần Quỳnh Linh hỏi người bạn, Quỳnh Linh ở trong nhà bạn có ai bệnh trĩ không? Nhìn qua nhìn lại nói có, nhưng mà gần như hết luôn.
cho thấy rằng bệnh trĩ nó càng ngày càng phát triển và đặc biệt trong mùa Tết này nó càng gia tăng nữa. Có phải chăng là những ngày Tết chúng ta ăn uống những cái đồ nóng nhiều quá nó phát bệnh và bệnh gia tăng mà? Không, cái đó nó đúng như thế. Vì làm sao? Bởi vì là trong y học cổ truyền các cụ đã nói rồi, cái bệnh trĩ là do gì? Thứ nhất là chúng ta ăn nhiều đồ cay nóng. Yeah. Trong đó thì là Tết nhất thì chúng ta uống nhiều bia rượu. Cái thứ hai là gì? Là chúng ta ăn quá nhiều những cái đồ béo bổ. Cái thứ ba nữa là gì? Là chúng ta có những cái thói quen. Đấy, ví dụ những thói quen là chúng ta đi cầu á, là chúng ta ngày trước là chúng ta hay ngồi xí xổm. Đấy là loại như thế. Thế rồi là phụ nữ khi có thai, tất cả mọi thứ thì đều có thể gây ra cả. Thì có thể nói rằng là rất nhiều yếu tố. Mà đặc biệt bây giờ nhá, chúng ta làm việc trong công sở thì rất nhiều người là ngồi lâu, ngồi rất là lâu, đứng rất là lâu. Thì đấy cũng là một yếu tố mà nó tạo ra cái bệnh trĩ. Dạ. Mời quý vị đến với tiểu phẩm của chương trình. Ủa? Ô, đi đâu đấy? Hả? Này, tôi bảo này, mấy hôm nay liên hoan lưu vu luôn này, từ bây giờ cuối năm có khi ăn nhậu bét kè luôn. Sao đấy? Hả? Sao đấy? Chế đừng có dỗ nữa, đau lắm. Nhọt à? Hay áp xe, áp xe à? Nhọt áp xe cái gì trời ơi. Sao? Đừng có la lớn quá, đứng này la không được. Được rồi, nói khẽ, nói khẽ. Làm sao, làm sao? Bệnh tế nhị. Bệnh tế nhị á? Ừ. Đau rát hậu môn. Quên. Này. Cái gì? Bây giờ tôi mới phát hiện là ông là giới thính thứ ba mà lại đau rát hậu môn. Tôi đau lâu. Cái gì giới tính thứ ba? Nó sao đây? Không phải. Trời ơi, cái này người ta bị táo bón rồi. À, táo bón này. Điên mày ra máu, nó kêu là... À, chỉ. Đúng rồi. Rồi, chỉ gì? Thì đó. Rồi, chỉ làm sao mà... Trời ơi. Được rồi. Bị chỉ không chết được đâu, tôi nói cho ông ấy. Ai nói không chết? Tôi sắp chết tới nơi rồi đây nè. Yên tâm. Ôi ơi, chỉ nguy hiểm lắm chứ bộ. 35% người ở đất nước mình là bị bệnh chỉ. Ông yên tâm, chả vấn đề gì cả. Bị nhiều vậy hả? Ừ. Không, nhưng mà người ta không sao, không có chết. Còn mình sắp chết. Mình bị đi ngoài ra máu, hiểu không? Trời ơi, tưởng cái gì? Đi ngoài ra máu ấy, người ta gọi là người ta bị là giãn thành mạch máu ở hậu môn. Thì nó mới ra máu thôi, đúng không? Ủa vậy hả? Bây giờ theo tôi là thế này. Sao? Ông cứ đi đến bác sĩ để người ta kiểm tra cho em cấp độ trĩ của ông là cấp độ bao nhiêu. Rồi người ta sẽ đưa ra liệu pháp điều trị. Mà quan trọng nhất ý là ông phải thay đổi cách sinh hoạt, ăn uống, không được xì chét, hiểu chưa? Ủa? Vậy là có vụ mà đi khám để biết được cấp độ chỉ nữa hả? Đúng rồi. Mà làm sao để biết được là cấp độ chỉ nhẹ, rồi làm sao để biết được là cấp độ chỉ nặng? Đúng rồi. À, bác sĩ có thể cho chúng tôi biết được những cái cấp độ nặng nhẹ của bệnh trĩ và nó nhẹ là sao và nó nặng là sao ạ? Thì bệnh trĩ thì có thể nói thế này, là chúng ta có hai loại là trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ ngoại tức là gì? Tức là khi mà những cái tĩnh mạch nó dưới đường răng lược nó bị giãn ra, nó gọi là trĩ ngoại. Mà khi mà bị như vậy á, thông thường là nó gây một cái là viêm tắc tĩnh mạch cho nên là rất là đau. Thế còn trĩ nội là gì? Trĩ nội là những trĩ mà ở trên cái bờ răng lược theo cái mốc giải phẫu. Thế còn trĩ nội chia ra làm 4 loại. Loại thứ nhất là độ 1. Độ 1 là chúng ta chỉ có đi ngoài ra máu thôi. Đấy, chứ còn búi trĩ nó không xa ra bên ngoài khi chúng ta đi ngoài. Thế còn độ 2 là búi trĩ xa ra bên ngoài rồi, nhưng mà nó tự co lên được. Còn độ 3 là gì? Độ 3 là nó xa ra bên ngoài, nhưng mà chúng ta vệ sinh, chúng ta đẩy lên thì nó lên chứ nó không xa lại. Nhưng độ 4 là gì? Độ 4 tức là nó xa ra bên ngoài, chúng ta có đẩy lên thì nó cứ nằm bì ra, nó xa bên ngoài. Đấy, nó có 4 nặng lắm rồi đó, là nặng như thế. Và thông thường độ 4 thì chúng ta phải tìm đến những nhà ngoại khoa để chúng ta phẫu thuật. Yeah. Có thể nói mà trong ngày Tết mà chẳng may có ai đó nó vướng vào cái bệnh trĩ đó, nó ra máu rồi nó xa búi trĩ, nó đau rát hậu môn. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ có một cái phương pháp nào nó nhẹ nhàng, đơn giản để người ta còn vui trong những ngày Tết không? Chứ tới bệnh viện á là nặng lắm á. Đúng là như thế. Ngày Tết mà tự nhiên chúng ta bị chảy máu rồi chúng ta bị xa búi trĩ ra,
mà đặc biệt là trĩ ngoại nữa thì chúng ta là quá buồn phiền. Dạ. Thế thì thực ra mà nói như thế này là có rất nhiều các biện pháp để mà điều trị bệnh trĩ, trong đó có thể dùng nội khoa, có thể dùng ngoại khoa, có thể dùng tân dược, có thể dùng đông dược. Nhưng mà theo tôi á, thì có thể nói là trong ngày Tết là các bạn chúng ta nên để ý đến những cái biện pháp của y học cổ truyền. Vì sao? Vì tôi nói là thế này. Thứ nhất là biện pháp cổ truyền thì nó là hoàn toàn từ các dược thảo thiên nhiên, cho nên nó không có những cái tác dụng phụ. Và thứ hai nữa là cái hiệu quả của nó cũng rất tốt. Ngày Tết chúng ta chú ý là chúng ta ăn nhiều rau diếp cá. Rau diếp cá trong miền Nam thì rất là phổ thông, đúng không ạ? Đấy. Rau diếp cá nó thanh nhiệt, giải độc, rồi là các thứ, và nó làm cho cái vấn đề là tốt cho thành mạch. Cái thứ hai là chúng ta nên sử dụng các cái gọi là hoa hòe. Trong đó hoa hòe có rutin. Rutin thì nó cũng là một cái thành phần nó rất tốt cho thành mạch, nó làm bền vững thành mạch. Thế rồi là đương quy. Đương quy đó là vị thuốc bổ huyết, nhưng đồng thời nó hoạt huyết và đồng thời nó chống táo bón rất là tốt. Thế rồi là chúng ta có thể sử dụng, ví dụ như là về tân dược, chúng ta có thể các cái sản phẩm có magie. Magie nó chống táo bón cũng rất là tốt. Nhưng mà đặc biệt tôi muốn nói là chúng ta nên trọng dụng cái nghệ. Nghệ nó là một cái gia vị rất là thông thường trong đời sống người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà đặc biệt trong nghệ đó gì? Nó có cái curcumin. Cái curcumin này thì nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là nó hoạt huyết, nó làm cầm máu, nó chống cái gốc tự do, chống ung thư, làm đẹp da, kích thích tiêu hóa, làm tăng tái tạo niêm mạc của đường tiêu hóa. Rất là tốt. Đấy. Thế thì những thứ này thì chúng ta thấy là bây giờ hiện nay thì quả thực là thời đại công nghiệp thì chúng ta cũng chả để đi tìm được cái này thì chúng ta làm thì nó rất là rắc rối, đúng không? Yeah. Thế nhưng mà có một sản phẩm người ta đã kết hợp với cái này, đó là cái gọi là An Trĩ Vương. Thì tôi cho rằng là đây là một cái sản phẩm rất là hay. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó giúp chúng ta là gì? Đã bào chế dưới dạng viên nang. Chứ chúng ta chỉ bỏ tóm vào mồm thôi chúng ta uống. Nó rất là đơn giản. Yeah. Nhưng mà cái hay của An Trĩ Vương ở chỗ là gì? Cái curcumin đó, nó không phải là curcumin bình thường, mà nó là curcumin theo cái sáng chế của Ý. Tức là nó kết hợp với lecithin của đậu nành, nó kết hợp với cả cellulose. Có thể nói rằng là nó tạo ra một cái gọi là curcumin phospholipid. Thì cái sự hấp thụ của nó tăng lên tới 30% so với curcumin bình thường. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng đấy, trong ngày Tết thì nếu mà Quyền Linh mà không muốn là mình uống rượu nhiều, mình bệnh trĩ, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên uống mà không cần liều cao. Yeah. Chúng ta chỉ cần uống 4 viên một ngày thôi. 4 viên một ngày thôi. Sáng 2 viên, chiều 2 viên. Đó là cách giải quyết đơn giản. Quá tốt. Từ bệnh viện nó mệt mỏi rồi bác ạ. Đúng rồi, nếu mà mình đơn giản. Xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. An Trĩ Vương hân hạnh tài trợ chương trình này. An Trĩ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trĩ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết. Và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinh Da chứa các dưỡng chất thiết yếu, phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinh Da, nâng tầm cao và trí tuệ Việt. Sản phẩm của dược phẩm Visa. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Trĩ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trĩ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ông bạn chỉ cốt của tôi. Này. Sau 2 hôm dưỡng thương hết rồi đi. Đi nhậu với đối tác đi. Trời ơi. Rồi ông muốn tôi mặc đồ bình thường như con người, hay ông muốn tôi khoét cái lỗ làm sao để cái đuôi ra giống con khỉ? Ông ta kinh quá. Này, nhưng mà tôi hỏi thật nhá, bây giờ tình hình cái búi đấy thế nào rồi? Trời ơi, đừng có dùng cái từ búi nữa. Dính rồi. Dính. Bác sĩ nói chính xác 100% là trĩ rồi.
Bây giờ sao đấy? Ý như là sắp chết tới nơi. Ừ. Trời ơi, Tết này chắc tôi hết nở hoa luôn rồi. Ông đã có liệu pháp điều trị của bác sĩ đưa đến rồi đúng không? Ông cứ thế mà làm. Thì mình cứ gặp ông cứ rên gì nào thì hết nở hoa, sắp chết. Đã có liệu pháp điều trị thì mình cứ y gì mình làm đúng không? Đúng. Nhưng ông có biết một điều không? Bây giờ bác sĩ kêu tôi không cho ăn thịt, protein, không cho uống nước ngọt có ga. Mà toàn là mấy cái thứ mà tôi thèm, nó nhờ cái tôi thèm bây giờ của bo đì tôi nói như vậy. Nó còn chưa kể Tết tới nơi nè. Ông biết Tết là anh em mình làm cái gì? Nhậu. Đó. Ôi giời ơi, tôi nói thật chứ nhịn ăn thì được nhưng mà riêng nhịn rồi ôi rượu chè tiếp khách cái thứ thật không được rồi. Bây giờ bác sĩ bắt kiêng luôn không cho uống. Bởi tôi lo lắm. Này, tôi nghe là cũng hơi căng thẳng đấy. Đó. Bây giờ ông định thế nào? Thì bây giờ mình phải cố gắng mình kiềm hãm làm sao đó để cho cái cục chỉ đừng có to lên quá, ông hiểu không? Ghê quá. Nhưng bây giờ ông là bạn tôi nè. Trong cái hoàn cảnh này, ông cho tôi lời khuyên như thế nào? Thì theo tôi ấy là bây giờ ông không cần ăn. Đúng rồi, không cần ăn. Không cần ăn làm sao nó bự được? Chỉ cần nhìn. Hả? Nhìn. Nhìn là phải nhìn. Chết em rồi. Qua tiểu phẩm thì người ta thấy nỗi khổ của nhân vật trong tiểu phẩm đó. Ngày Tết đồ ăn đồ uống cũng quá trời luôn. Mà phải kềm thì đúng là nó cũng khó. Vậy thì chúng ta ăn uống như thế nào để bệnh trĩ không có nặng thêm? Và nếu như chẳng may mà chúng ta bị bệnh trĩ thì có cách nào giải quyết nhanh chóng và đơn giản hơn nữa? Đúng là ngày Tết thì có thể nói là cái chúng ta cũng không tránh được cái chuyện chúng ta phải uống bia rượu, rồi chúng ta phải ăn những cái đồ cay nóng. Nhưng mà tôi khuyên các bạn một điều thế này, muốn nói gì thì nói. Các cụ vẫn nói là bệnh tòng nhập khẩu, tức là bệnh từ miệng mà vào. Thế cho nên là cái chuyện bị bệnh chính là do chúng ta ăn uống nó thái quá. Cho nên thôi thì vui mấy thì vui, thì chúng ta thứ nhất là uống rượu mức độ vừa phải thôi. Cái thứ hai là các bạn phải chịu khó, chúng ta ăn nhiều rau củ quả để nó có chất xơ để chúng ta không bị táo bón. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Đừng để chúng ta bị lị, chúng ta bị gọi là tiêu chảy. Mỗi lần mà chúng ta đi lị một ngày vài ba lần thì nó làm cho cái tĩnh mạch nó giãn ra, nó rất nguy hiểm. Đấy, thế còn thì nữa là như là nói với Quỳnh Linh rồi, tức là ngày Tết nếu chúng ta không muốn bị phiền toái bởi cái bệnh trĩ thì chúng ta dùng những sản phẩm. Tôi nói ví dụ An Chí Vương chẳng hạn. Thì đấy là nó là một cái cứu cánh. Thực ra mà nói thì chắc là Quyền Linh cũng thế mà tôi cũng thế thôi. Tết làm sao tránh được rượu, đúng không? Yeah. Nhưng mà nếu chúng ta dùng An Chí Vương thì tôi cho là nó sẽ hạn chế được cái phần đó. Nào, hạn chế được sau qua Tết chúng ta sẽ đến bác sĩ để thăm khám được tìm ra sau cách nào tốt hơn nữa ha. Bác sĩ, vậy thì khi mà chẳng may chúng ta bị bệnh trĩ đó, chúng ta có những cái phương pháp nào để điều trị ạ? Bệnh trĩ thì tùy theo cái mức độ, tùy theo thể loại bệnh trĩ mà chúng ta có biện pháp điều trị khác nhau. Nhưng biện pháp đầu tiên mà chúng ta vẫn sử dụng đó là vấn đề trùng nội khoa. Nội khoa thì có thể chúng ta dùng Tây y hoặc Đông y. Ví dụ Tây y thì chúng ta có thể dùng những cái thứ thuốc mà nó làm co cái tĩnh mạch lại, nó cầm máu. Ví dụ Tranexamic, ví dụ như là Daflon, rồi là chúng ta đặt thuốc Rotox vân vân. Thì cái đó thì nó cũng là biện pháp rất là tốt. Thế còn về Đông y thì chúng ta có thể sử dụng những cái vị thuốc, bài thuốc. Nhưng mà thông thường hiện nay thì cái thời công nghiệp, bây giờ chúng ta cũng chả có thời gian để chúng ta coi như là lấy các vị thuốc về chúng ta sắc nấu đâu. Thế cho nên là như là trên tôi còn hỏi đấy, thì ví dụ như chúng ta dùng các sản phẩm nó đã chế biến thành những cái viên tang rồi, hiệu quả tốt, ví dụ như An Chí Vương chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là nó rất tốt. Thế còn khi mà chúng ta bị độ 3, độ 4, lúc mà được thì buộc lòng chúng ta phải phẫu thuật. Nhưng mà phẫu thuật nó là biện pháp vạn bất đắc dĩ. Bởi vì làm sao? Bởi vì phẫu thuật nó có thể để lại cho chúng ta rất nhiều hậu quả. Ví dụ như hẹp hậu môn, có thể bị ướt hậu môn, rồi là có thể có những cái biến chứng chảy máu vân vân. Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là nên điều trị nội khoa trước. Và trong điều trị nội khoa thì nên sử dụng y học cổ truyền. Bởi vì làm sao? Bởi vì là y học cổ truyền hàng nghìn năm rồi. Các cụ chúng ta từ xưa đến nay làm gì có Tây y đâu. Dạ. Nhưng các cụ vẫn điều trị Đông y rất tốt. Đúng mà rồi. Thế thì tại sao mà chúng ta dùng y học cổ truyền thì nó rất là lành.
Đấy, cho nên tôi nói ví dụ như là trong có nhiều sản phẩm lắm, nhưng mà ví dụ như An Chị Vương chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là đó là sản phẩm rất là tốt để chúng ta dự phòng tích cực, chúng ta hỗ trợ điều trị, chúng ta dự phòng tái phát rất là tốt. Đấy là cái mà tôi khuyên mọi người là trong dịp Tết, nếu mà chúng ta không muốn bị phiền toái bởi chúng bệnh trĩ thì chúng ta nên tìm đến những sản phẩm mà tôi đã nói để chúng ta là chúng ta qua ngày Tết nó yên lành. Cho nó vui vẻ ha. Tới thấy bệnh viện nó mệt lắm á. Mời quý vị đến với tiểu phẩm cuối cùng. La 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 la. Một tuần thì phải đến Tết và hôm nay ông lại cứ như là mai đến Tết, vui quá. Trời ơi, bữa nay tôi vui còn hơn Tết nữa ông ơi. Khỏe lại rồi, cuối cùng đã tìm được cái chìa khóa vàng để xoa dịu cái nỗi đau phần mềm rồi. Này, thế có nghĩa là Tết năm nay bọn mình lại được ngồi đúng không? Thoải mái. Thế ông đã tìm được chìa khóa vàng gì đấy? Đây có ngay, thấy cái sản phẩm này chưa? Bây giờ tôi sung sướng cuộc đời đó ông ơi. Coi như cái kỳ này là mọi thứ đều đã trở lại với tôi. Cái vui nhất là cái gì? Cái bài hát mà tôi hát xuân đến hoa mai hoa mình nở. Hoa mơ mình thôi. Cái gì nữa? Thôi chúc mừng ông. Mày vui mà... quá chịu không nổi. Cái gì? Tôi cũng thú thật với ông là thú thật cái gì? Tôi nói thiệt với ông nghe, cái sản phẩm này hay cái gì nè. Tôi coi kỹ rồi. Mọi nơi mỗi lúc tất cả feedback đều nói là nó tốt lắm, ok lắm, xài gọi là thoải mái, khỏe khoắn. Bây giờ cuộc đời tôi lên hương, ông biết sao không? Chỉ cần quan tâm tới một tí về vấn đề ăn uống, một tí về vấn đề dinh dưỡng sức khỏe này nọ, không? Một tí về thân thể để coi ăn uống rồi phải tôi tập tành nó như thế nào. Nói chung tất cả những cái tôi nói là cái gì? Hạnh phúc dân trào. Bây giờ tôi có thể thoải mái rồi, Tết này muốn gì? Chơi. Về phong độ rồi đấy. Chưa nữa. Trước đây tôi nghĩ là tôi sẽ là tù trưởng của cái bộ lạc đuôi dài. Nhưng bây giờ thì tạm biệt đuôi nhé. Khỏe ru luôn rồi. Dạ. Nhưng mà tôi cũng nói thật ý. Tôi cũng... Cái gì? Anh cũng hả? Sao đó giờ ông nói. Hai anh em mình trong công ty buồn vui có nhau. Bây giờ đụng cái hai đứa mình chung bộ lạc đuôi dài vui quá trời vui. Không phải. Tôi không chung bộ lạc với ông. Ôi. Tôi là người không có đuôi. Sao vậy? Cái gì? Vợ tôi. Hả? Vợ của Mỹ hả? Vợ tôi sau khi đẻ xong, vợ tôi cũng bị trĩ. Dạ. Đấy. Mà bây giờ không biết dùng sản phẩm nào để lo cái vụ đó phải không? Ơi, ông đang cầm cái gì? Uống thuốc linh tinh là không được. Đúng rồi, thì ông đang cầm cái gì vậy? Để tôi xem là có những cái chất gì ở trong này. Đây rồi. Cao diếp cá này. Đúng. Cao đương quy này. Đó. Maze này. Đó. Rutin này. Đúng rồi. Về cucumi này. Đó. Không biết cái sản phẩm này có dùng được cho vợ tôi không nhỉ? Dùng cho vợ, vợ mới sanh, đang cho con bú. Đúng. Chà, cái vụ này liên quan tới vụ bú mớm, chắc phải hỏi người có chuyên môn mới chắc ăn. Có thể nói khi một người phụ nữ có thai, điều trị bệnh trĩ là một cái điều hết sức là nhạy cảm và thậm chí nó ảnh hưởng đến con của mình nữa. Vậy thì cái sản phẩm An Chị Vương nó có đáp ứng được nhu cầu, nó có ảnh hưởng gì đến người phụ nữ có thai không ạ? Những phụ nữ có thai thì ai cũng dễ bị bệnh trĩ. Vì sao? Vì thai nhi nó càng to ra thì nó đè vào cái tĩnh mạch, thì nó làm cho cái tĩnh mạch nó giãn ra và rất dễ bị bệnh trĩ. Cho nên cái việc mà phụ nữ mà có thai là cái chuyện trĩ là chuyện bình thường. Thế thì chúng ta có thể sử dụng Tây y, nhưng mà các thuốc Tây y nhiều khi chúng ta dùng ấy, thì nó không lợi cho thai nhi. Thế cho nên là tôi nghĩ tốt nhất là các bà mẹ mang bầu ấy, là chúng ta khi mà có thai thì chúng ta hãy tìm đến những sản phẩm của cổ truyền. Đấy, trong đó ví dụ như tôi nói An Chị Vương chẳng hạn, thì nó là hoàn toàn thảo dược tự nhiên mà, cho nên nó không có tác dụng phụ, mà thậm chí nó còn tốt. Bởi vì làm sao? Bởi vì trong đó là có những cái một cái thuốc của y học cổ truyền, nó không chỉ đơn thuần một đơn chất, nó không phải như là đáp lông ví dụ như là các thứ, mà nó là đa chất, trong đó nó có cả các cái yếu tố dinh dưỡng, lipid, protein, glucid, nó có các nguyên tố vi lượng, có các vitamin. Cho nên là
nó rất tốt cho bà bầu. Cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Khánh Toàn. Ngày hôm nay thì phải nói là một ngày rất là tuyệt vời quý vị. Tôi nghĩ rằng những thông tin đó nó sẽ bổ sung chúng ta rất là nhiều về kiến thức. Biết đâu chúng ta sẽ là một trong những người bị bệnh đó thì sao? Thôi, những ngày Tết nó đừng nói bệnh đó, nhưng mà lỡ bệnh thì cũng làm theo những điều mà nãy giờ thạc sĩ bác sĩ Khánh Toàn nói nha quý vị. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ ta sẽ đến với câu hỏi dành cho khán giả truyền hình. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: sản phẩm chứa curcumin dạng Meriva, diếp cá, đường quy, rutin từ hoa hòe và magie giúp cải thiện bệnh trĩ hiệu quả đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0974904XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn đến với tủ thuốc gia đình. Trong những ngày vui, việc ăn uống quá nhiều đồ cay nóng, thịt cá, dầu mỡ cùng với đó là việc uống rượu bia tăng vọt, ít uống nước, ít ăn chất xơ sẽ là những điều kiện thuận lợi để bệnh trĩ trở nên trầm trọng hơn hoặc có thể tái phát trở lại. Bạn nên duy trì chế độ ăn uống điều độ nhất có thể, tránh tình trạng ngồi nhiều hay đứng nhiều. Ngoài ra, để có một dịp lễ Tết trọn vẹn, bạn nên tìm đến những phương pháp chữa trị bệnh trĩ dứt điểm bằng những loại thảo dược lành tính và hiệu quả như cao diếp cá, đường quy, tính chất nghệ. Đây đều là những vị thuốc hiệu quả trong việc điều trị bệnh trĩ đã được đúc rút từ xa xưa. Để không còn lo lắng bệnh trĩ trong ngày Tết và những ngày cuối năm mất vui, tôi quyết định chữa trị bệnh trĩ dứt điểm. Được bác sĩ giới thiệu, tôi đã biết đến sản phẩm An Trĩ Vương. Đây là sản phẩm mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm, hoàn toàn bằng thảo dược lành tính. Các dấu hiệu của bệnh trĩ đã hành hạ tôi giờ đã thuyên giảm và khỏi hẳn. Nhờ sản phẩm này mà trong dịp Tết này tôi hoàn toàn không phải lo lắng đến sức khỏe của tôi nữa. Viên uống An Trị Vương với các chất được điều chế từ thảo dược lành tính như cao diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thủng, sát trùng. Đường quy có tác dụng bổ máu, điều kinh, chống thiếu máu, suy nhược cơ thể. Rutin kích thích sự bài tiết của niêm mạc ruột và do vậy giúp nhuận tràng. Curcumin từ nghệ có tác dụng ức chế khối u, thông mật, lợi tiêu hóa. Tất cả đều là những chất có lợi trong việc điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh trĩ như chảy máu, xa búi trĩ, đau rát, ngứa, các biến chứng của bệnh trĩ như xa trực tràng, viêm nứt hậu môn. Một lần nữa thì Quỳnh Linh xin chúc cho quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, phát tài phát lộc, làm đâu thắng đó, đặc biệt là đừng có bị bệnh trĩ quý vị nha. Cảm ơn quý vị. Chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp được phát sóng trên truyền hình Vĩnh Long 1 với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, với sự đồng hành của An Trĩ Vương thưa quý vị. Chương trình được thực hiện bởi công ty tổ chức sự kiện Việt, đến đây xin phép được tạm dừng. Thưa quý vị, nãy giờ quý vị cũng đã nghe sự trao đổi của chuyên gia ngày hôm nay đó, thạc sĩ bác sĩ Khánh Toàn. Còn nếu như quý vị nào muốn thêm có thông tin nữa hoặc là muốn có sự tư vấn về sức khỏe thì quý vị cũng đừng có ngại ngùng nha. Chúng ta hãy liên hệ ngay với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp, số điện thoại là 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn miễn phí nha. Một lần nữa cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Khánh Toàn rất là nhiều. Chúc bác thật nhiều sức khỏe và mong rằng bác sẽ luôn luôn đồng hành với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp để đem đến nhiều thông tin để có thể giúp cho khán giả truyền hình có một sức khỏe toàn diện. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới. An Trĩ Vương hân hạnh tài trợ chương trình này. An Trĩ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trĩ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trĩ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết. Và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Biftin Vinza chứa các dưỡng chất thiết yếu, phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Biftin Vinza nâng tầm cao và trí tuệ Việt,
Sản phẩm của dược phẩm Visa. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An Chỉ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chỉ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.